Em xin chào tất cả anh em chơi radio các chép trên toàn quốc. Em hôm nay em lên một con đài sáp mang model là GF-508ST, một siêu phẩm của sáp luôn các bác nhé. Con này đang đẹp xuất sắc luôn, chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Gần như là bên đấy họ không sử dụng. Điểm 99.9%, tất cả là nguyên zin, từ xi mạ tay sách này cho đến xi mạ loa này, mới như vừa xuất xưởng luôn nhá. Đấy, em sẽ quay tổng thể cho anh em. Đây, xi mạ tay sách. Em đang cắm đường line in để nghe, cho nên em sẽ không xoay được cái đài. Đấy, mở lại sách nha. Đây là núm sông Linh này, mới chưa các bác có thể xem nhé. Nhìn trực tiếp nó sẽ còn mới hơn rất là nhiều, bởi vì quay qua điện thoại thì có thể là mình xem sẽ không hết được. Quay qua điện thoại thì sẽ không thể hiện hết được hình ảnh của nó. Con này có số seri là 00616690, 00616690. Sáp công suất của nó là 28W, rất to luôn. Con này đang rất mới anh em nhá. Từ cái các cái cổng bông sen của nó này, rất là mới luôn. Cổng line in của nó này, rất là mới luôn. Lò xo pin này, có thể là em chỉ có một tay cho nên là sẽ hơi khó xử lý vấn đề. Đấy, mới, rất mới nhá. Đấy, anh em có nhìn thấy rồi không? Mới tinh luôn, nguyên bản của nó anh em nhá, cam kết là như vậy luôn. Đấy, em sẽ để tạm đây, lát này lắp sau. Mới như vừa xuất xưởng luôn. Nó phần trên lưng này. Độ mới của nó tới 99.9%. Núm nốt này, núm nốt xì mạ này, mới xuất sắc luôn. Không chê thì con này là điểm nào. Hai dâu. Rồi em mở đường line in nhá. Quá đánh cực sâu. Đây là hai e căng của hai bên nhá. Nó sử dụng hai bát 18cm này, một tép rửa này và một tép 5cm ở trên. Đấy, nó là ba quay, ba loa một bên nhé. Ngoài ra nó thể trang bị thêm một volume của cái tép rửa này. Đấy, em tắt này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Tiếng nó sẽ tối hẳn. Mở lên này. Em sẽ test về phần băng nhá. Phần băng này.
tay dịu nào nồng mến say cho lòng thôi chúa gió. Tiếng cực kỳ phê luôn. Giao nhau những phút giây ngầm ngùi này rồi hay rồi nhau. Sầu thương với tháng năm. Tâm tư mênh mang một nỗi ưu hoài, tìm đâu phút ban đầu khi mặn nồng hai đứa những chiều về đón đưa. Hôm nay xin ra từ trọn đời xa. Chỉnh tép này à, em kéo hết về được không này, tiếng nhà tối hẳn nhá, em bật lên này à, tiếng khác hẳn. Đây là bát này, bát bát này, các bác đeo tai nghe vào để nghe hết nhá. Chia tay dìu nào nồng mến say cho lòng thôi chúa gió. Trao nhau những phút giây ngầm ngùi này rồi người về sầu thương với tháng năm. Tâm tư này căng này là nắp vào đây em nhá. Chọn đời xa cách người ơi. Em sẽ test phần tua, tua nhớ bài nhá. Này, tua nhớ bài này, em đang tua lùi nè. Đấy, em sẽ chạy lại cái đầu bài của cái bài này. Đấy. Thế bây giờ ấy, bây giờ em lại không thích nghe cái bài này nữa, em lại tua qua cái bài này. Đó, thì em lại nhấn cái nút này. Đó, nó sẽ tua qua cái bài. Em lại test cái chức năng cho các bác. Nó to lên này. Đấy, nó sẽ chạy qua bài nhá. Mình không thích nghe bài nào thì mình chỉ bấm nút này tua là nó sẽ tự động tua qua và nó tự nhắc lên như vậy. Và lại tiếp theo em được test tua bình thường này, test tua bình thường này, cơ rất khỏe và êm ái luôn. À, tất cả mọi thứ của nó giống như là đã mới tinh luôn các bác nhá, giống như vừa sản xuất nhá. Đấy. 4 giờ chiều, bây giờ là 4 giờ chiều ngày chủ nhật. Bây giờ mình test sang phần FM này. Trầm 4 tại chỗ được thực hiện rất nghiêm túc. Bên cạnh đó, huyện Thiệu Hóa rất chú trọng đến việc xây dựng phương án sơ tán nhân dân đến nơi an toàn trong trường hợp có lũ lớn, phù hợp với yêu cầu từng cấp độ lũ trên sông. Hiện tại, huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục yêu cầu các địa phương kiểm tra đánh giá chất lượng các loại vật tư phục vụ phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Nét căng luôn. Những thách thức. Our common experience. Kinh nghiệm chung về việc bị thống trị, nô lệ, bóc lột đã buộc Indonesia hiện nay phải phấn đấu tạo ra một môi trường hòa bình và hữu nghị. Chúng ta có những khác biệt, có những bất đồng về lãnh thổ với nhiều nước. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi đó là phải nỗ lực vì sự hiểu biết, vì sự đối thoại và chúng tôi tự hào đất. Hiện mình bị ung thư đại tràng,
Vậy là từ đó đến nay, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện Bạch Mai. Năm ngoái, chị còn phải mổ ung thư tuyến giáp. Vốn là người mạnh mẽ hay lo xa, nên từ nhiều năm trước, dù kinh tế khó khăn, chị Hiền vẫn phòng thân bằng việc mua thẻ bảo hiểm y tế. Đến giờ khi phải điều trị bệnh ung thư, chị càng thấm thía hơn tính nhân văn và giá trị của bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm, người ta cho cái bảo hiểm cận nghèo 95%. Nếu như mình không có bảo hiểm, giả sử như mỗi lần đi khám thì mất thời tầm khoảng 2 triệu. Thế nhưng mình có đỡ đi rất nhiều, không có thì đứng nhà lông mình chết dở, tiền đâu ra mà chữa. Đối với bệnh nhân ung thư nói chung, chi phí điều trị rất tốn kém, kéo dài, với số tiền lớn hàng chục, vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm Hà Nội. Cái bảo hiểm của tôi là được 95%, dưới kia rất nhiều, không mất đồng nào do bảo hiểm chi trả hết. Này. Tiếp sang ai em nhé. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân ung thư, quan ngại sâu sắc. Căn bệnh này mở ra cơ hội sự sống cho nhiều người. Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau, thứ nhất, bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng các vụ thử nghiệm và phóng tên lửa đạn đạo phi lục địa của Triều Tiên. Thứ hai, kêu gọi Triều Tiên thực hiện các biện pháp tự kiềm chế để giảm leo thang căng thẳng và tránh các hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình. Thưa quý vị, thưa các bạn, một số cặp từ có ý nghĩa khá gần nhau đã gây thắc mắc cho nhiều người khi sử dụng. Và đây là ý kiến của thính giả Đoàn Tuấn Anh. Rất nét luôn các bạn nhá. Câu danh lam thắng cảnh tôi cũng hiểu là ý muốn nói đến phong cảnh đẹp. Cụm từ danh lam và thắng cảnh tôi có cảm giác có cùng nghĩa giống nhau. Và hình như chúng đều có ý nghĩa là phong cảnh đẹp. Không biết như vậy có đúng hay không? Vậy em đã test tất cả mọi chức năng của nó cho anh em xem là máy hoạt động hoàn hảo. Tất cả mọi chức năng dù là nhỏ nhất. Đấy. Con này em bán bảo hành cho anh em đúng 1 năm luôn. Bảo hành 1 năm. Không ai bán hàng e-bay mà bảo hành 1 năm nhé. Nhưng mà riêng cái dòng đài như những cái con VIP như thế này là bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Đấy. Cam kết các bác là zin 100%. Đấy. Bao cho các bác mang thợ test thử tháo máy kiểm tra rụt gan. Tất cả mọi chức năng. Đấy. Nếu như không ưng, em xin hoàn tiền và chịu trách nhiệm tất cả mọi chi phí vận chuyển cho anh em. Video của em đã dài rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của em. Cảm ơn rất nhiều anh em đã mua hàng và ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.